Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ không chỉ được biết đến như là lá phổi xanh, mà đây còn là huyện duy nhất có những cánh đồng muối trắng. Riêng ở xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ, diện tích ruộng muối là khoảng 860 hectare. Làm muối trở thành nghề chính của nhiều gia đình nơi đây. So với những vùng làm muối khác ở nước ta, nghề làm muối ở xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ còn giữ được nhiều cách làm muối cổ truyền đặc trưng của vùng như dùng lăng và nguồn mút nước. Cái việc sản xuất nghề muối này á, tổng cái diện tích là trên là 800 hectare đó, thì sản lượng hàng năm từ 40 đến là 6.000 tấn cho cái sản lượng muối. Và như vậy á, người dân ở Lý Nhân á, là cái nghề sản xuất muối này á, là coi như là có cuộc sống ổn định. Do cái chỗ ngoài cái việc sản xuất muối ra tới người mua á, tận dụng cái việc mà sản cái ruộng muối đó để người ta là nuôi là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Quý vị đến xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày này, chúng tôi bắt gặp một viễn cảnh tươi sáng của những người làm muối. Nhà nhà bắt đầu nao nức để be bờ làm đất chuẩn bị cho vụ muối mới. Và cũng chính nhờ nghề này mà những năm gần đây, người dân Lý Nhân mặc dù vất vả cơ cực hơn, thế nhưng đời sống của họ đã bắt đầu khấm khá. Đến xã Lý Nhân, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động của những con người quanh năm xắn quần lội nước mặn làm muối. Từ mờ sáng, họ đã ra ruộng muối. Không chỉ các anh, mà các chị tay yếu chân mềm cũng suốt ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho muối. Đã 40 năm gắn bó với nghề làm muối, nhưng anh Phạm Văn Hoài vẫn là người làm thuê. Sau một vụ mùa, chủ ruộng lấy muối đổi công cho anh. Cứ thế, anh bán muối ăn dần và chờ đến vụ mùa sau làm tiếp. Vậy là hết mùa vụ này đến mùa vụ khác, anh quanh quẩn bám trụ cái nghề mà đúng như tên gọi của nó, muối đắng. Quý vị và các bạn thân mến, theo như lời của chú Phạm Văn Hoài thì nước biển ở đây có hàm lượng muối rất là cao và rất là thích hợp cho nghề làm muối. Thế nhưng nghề này thì còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên và không thể làm khi mà có mùa mưa, dù là một cơn mưa trái mùa. Bởi vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ thì người dân lại phải bắt đầu công việc của mình từ đầu. Từ khi mà mình dẫn nước vô ruộng cho đến khi mà có một cái ruộng muối kết tinh thì trải qua những công đoạn nào hả chú? Muối vô thì mình đắp bờ. Bờ đó bừa gian khuôn khô ở đầu lăng. Lăng từ ô đó bắt đầu mình chạy nước. Đây là cái nồng độ trữ nè. Dạ. Đây là cái mức này là 17 nè. Dạ. Nó bắt đầu lát dại ra cái khu đó đó. Dạ. Ngày mai được 15 trữ là nó mới tới cái độ mặn, mới độ rớt. Dạ. Mới đưa qua rớt. Còn mấy mình chăm, nó là vậy đó. Dạ. Ô thứ nhất 10 trữ, chạy qua cái ô thứ hai đó là được 13 trữ, muốn ô đó 15. Là mình qua ô thứ ba. Bắt đầu lên đây là được 17. Mai lát chạy trở lại là nó mới được cái nồng độ mặn là 23 chữ. Nó là nó mới đem mình chăm hay mình rớt gì thì mình. Nó là vậy á. Chạy qua nhiều ô vậy đó. Nó mới tự rớt. Dạ. Độ mặn đến bao nhiêu thì được hả chú? Độ mặn mình chạy tới 23 chữ là mình cho bắt đầu đưa qua rớt đó. Nó xây trứng cá là mình mới rỡ mới mồi. Nó dài bữa cái mình mới có muối mình cào. Dạ. Nó vậy đó. Ở xã Lý Nhân, ruộng muối được tính bằng vuông, mỗi nhà có vài vuông, mỗi vuông rộng khoảng 2-3 hectare. Làm muối được bà con làm muối truyền tay nhau là nghề làm chơi mà ăn thiệt, bởi chỉ cần dẫn nước biển vào phơi vài nắng là có muối. Nói thì đơn giản, nhưng để tạo ra hạt muối là cả một câu chuyện dài đầy nắng gió và mồ hôi của những người làm muối. Và các bạn thân mến, nãy giờ thì Huỳnh Giao được chú Phạm Văn Hoài chỉ cho cái cách rải muối mồi. Đây là một công đoạn của quá trình làm muối. Chú ơi, thời gian mình làm muối thì thường từ tháng mấy đến tháng mấy hả chú? Còn cái thời gian còn lại nếu như mình không làm muối thì mình thường làm những cái công việc gì với những cái khoảng đất như thế này ạ? Thời gian làm muối tháng 11 tới tháng
tới 20 tháng 3 là mãn mùa muối. À, bắt đầu mình muốn thả tôm thì mình định bơm nước lên, mình xử lý xong rồi mình thả. Đó. Còn những chủ người ta cho thả thì mình thả, còn chủ người ta không cho thả thì mình cứ xả nước ra, mình bỏ về nhà mình làm chuyện khác. Làm thế nào mà để muối của mình có được cái màu trắng tinh như thế này hả chú? À, mình thấy là đôi khi muối nó cũng có một cái màu hơi nhạt nhạt. Muối của mình thì đất mình đất thuộc á là mình mần muối thì nó trắng, phải không? Còn đất mà tao phèn á thì cái màu nước nó vàng, là muối nó vàng. Như vậy không phải muối nào làm ra cũng trắng đẹp bán được giá. Nhiều lúc muối bị phèn nhuộm vàng rất khó bán. Do đó để cho ra hạt muối có chất lượng cao, năm 2009, người làm muối ở xã Lý Nhân bắt đầu tiếp cận với quy trình sản xuất mới, lót bạc tránh nhiễm phèn. Đến nay, quy trình này được hầu hết người làm muối áp dụng để có hạt muối trắng giá thành cao. Anh ơi, cái tấm bố này mình mua bao nhiêu một tấm vậy anh? Là mua 33.000 khoảng một mét vuông, nhưng mà có sự hỗ trợ của người bán á, là mình lo tùy mình lót nhiều hay ít, một hay hai ba khuôn gì đó thì hỗ trợ thì mình trả hoàn vốn là trong vòng 3 năm. Vậy thì một tấm mình sẽ sử dụng được bao nhiêu vụ muối hả anh? Nếu mà bố thì có nhiều loại, nhưng mà theo như loại hiện giờ thì có thể là sử dụng 4 mùa đến 5 mùa. Rồi hiện nay muối của mình sau khi thu hoạch thì mình bán ở đâu anh, và giá cả thì như thế nào ạ? Khi thu hoạch muối xong á thì mình bán các thương lái lại, họ lại họ mua, hoặc là mình kêu bán thì có người lại họ mua. Hoặc là hiện giờ trên địa bàn á, thì địa bàn xã giờ là có hợp tác xã muối Tiến Thành, có thể là mình bán cho ngay trực tiếp hợp tác xã. Giá muối so với cùng kỳ á, thì năm nay tạm ổn. Dạ, cảm ơn anh. Hạt muối không thể thiếu trong bữa hàng ngày. Tuy nhiên, để làm ra nó, đôi khi người làm muối phải đánh rơi những giọt mồ hôi mặn hơn cả hạt muối. Thông thường sau khi thu hoạch, các thương lái sẽ tìm tới ruộng muối thu mua và mang về bán cho các nhà máy chế biến. Những năm gần đây, giá muối tăng làm cho đời sống của những người làm muối ở xã Lý Nhân vơi bớt nhọc nhằn. Vì vào những ngày này cái nóng làm cho nhiều người khó chịu, thế nhưng ở một nơi người dân lại mong cái nắng kéo dài, nhiệt độ cao hơn một chút nữa, bởi họ là những người làm muối, là thần dân của muối. Vào 12 giờ trưa, thời điểm mà cái nắng phát huy hết công suất, người dân của xã Lý Nhân vẫn miệt mài bên đống muối. Họ cần mẫn với hy vọng rằng cái nghèo sẽ không còn ở lại với những người làm muối như họ.